dùng tâm ca sẽ trước bằng lòng hành tha chung phương nẹ chung ngư đã miên bằng nhà sắc phép mặt mình bằng nhà anh chàng mình bởi cho mong chỉ mùi nâng chung ngư bẻ đông nâng sở sai chiếng trên nẹ đã miên sắc phép mặt mình là ồ chung rịp xuống nên khiêm tuần mà đặt lại chân vượt tay mong bình tìm bếp tuần ở xa lòng tròn khi này nên khiêm trong chạy gồm lấy bắt sọt khắc khắc để tông chung mùi nâng ca thay tông sắc phép mặt mình ở bàn trầm trời. Bên anh nhóm rất ta sống rung trong rung trong. Nâng dương đơn thà ta những cụ thể đốt thua những mấy bạn trầm trớt. Nhưng khiếm trong bằng hai anh khá khá sẽ tồn vì mê rốt này chọc nâng nơi bà tay thua mình được bỏ dương. Lời đồng đại ca đồng bố cứ mê rốt xong chúng mỗi nâng cầm tích cầm ti trong này ha để dương nhằm cho tết. Vì một cơ bản tôi chưa xong ấy thua mình được gồm về sao mà chạy cái tích cái hai thác. Dental plaque. Dental plaque nâng cứ vì mê tay bỏ xó hai vì sát chọc tay thua mình được bỏ dương. Bà xin mà dương mạnh bàn xong ạ bàn xa tế. Dental plaque ní viên nâng thay từ chế rớn này dương hai thay dental calculus rưu mùi cả hai thay cộng bảo thương mình. Nếu có nông làm nạ ca ní dương trang ca chụp toàn mặt đất trùng niếng nằm bây xong ạ ở dương bàn xa ạ. Đói xa tại rục hiệp vì môn nước dương bàn khơi hai thay mê rục hiệp chán cư viên thật nơi chẳng lọc một bình chán thương mình hai nâng thương mình. Vì chứ này ca đôi thương mình cư dương trời đòi bàn sọc lõ cư tay khẳng cá, tay tùm pía hay nâng tay khẳng khẩu. Chỉ tôi tới cao đó thú mến dương ai chạp đau vì khẳng nam muốn cậu bán. Bình tay ở tam ca này nông rồi bỏ nên khéo cư dương cua tay chạp đau tay khẳng cá muốn hay bị thú mến khẳng cá muốn. Chỉ tôi tới bởi xin dự dương đó nợp tay khẳng mục muốn thú mến khẳng mục muốn dương ai khóa chẳng lọc rưu môi cổ bà bê tích bích nông cao đó thú mến nợp thú mến khẳng cá. Vì thế này dân cua tại chạp đau một tiêu thay và xin dân chạp đau đốt mình kháng lớn muốn bị kháng sẵn đắng. Vì thế này dân chạp đau vì phải kháng cáo, phải kháng sẵn đắng. Vân chọc nơi phải kháng cáo, phải kháng chuế. Vân tổng lúc này dân chạp đau đốt nơi phải kháng cáo, nơi phải kháng cáo. Cứ chạp đau vì phải kháng chuế, nơi kháng cáo. Rồi hốt lọc đó phải kháng sẵn đắng, nơi kháng phải kháng cáo. Vì thế này mình này ta cứ dân đốt bán phải kháng cáo nâng sạc. Bạn tốt một tiết cư dân chạp bắt đám nó nơi bắt tay kháng khăn hoài nóng tay tầm bìa. Lời đề nên khi nhóm bàn rịp rộp kháng lớ, chúng tôi thông minh kháng lớ cư dân trợt đọc bị lỡ cho kráo. Chúng tôi thông minh kháng kráo cư dân trợt đọc bị kráo làm trần lỡ. Đồng nạc ca mình tốt, mình tốt bị dân đọc tay kháng kráo nóng tay kháng khăn xa thái. Cư dân trợt đọc nơi bắt tay tầm bìa, chúng tôi tay tầm bìa. Dân còn tại pra trả đọc mình đọc bỏ dân đọc thẳng vì mục tên cao, vì mục tên cao, đem lơ tên cao mà bạn sắp lọ. Chỉ tu tớ, ca đó thú mấy mà nó cũng không ai thơ bạn. Bạn tái quát ai khóa chân lọ nữa không cá, đó hẳn đạt. Vì bố thơ mê rô phía chán, có sự thật nên lên đạt phòng này. Chắc nằm bây ai, dương sọ có phía mọt mình là ô, mà bạn ca thông khuôn mốt, dương cô tại đó nó phải đạt phòng này. Cả đốc này đát phía chán, nè chẳng ngươi ngôi chùm nuôn, còn dạy thật đó tớ ai thua ai quạt cụt. Chẳng dương chấp đám đốc vẫn tỉnh đâu, vẫn tỉnh đó, mình đây thật dương đốc rẽ, rồi hộ tớ chả đơn vẫn tỉnh đâu, vẫn tỉnh đó. Cả đốc này đát dương ai pra chả đốc mấy người ngươi có dương pra và đạp đòn đát để kể hai thang thang scrapper. Ta cả đốc thông minh hai nặng đòn đát, cực còn hai rừng nơi. Bạn toàn cực còn tế lúc nhé, cơ flot thông minh phòng này. Cả flot thông minh cực cao bảo mọt tiện nơi chẳng lọt thông minh. Vì bố thay tụ bây giờ dưỡng đốt thông minh sẽ ảnh dần lại cái đó. Chắc là đốt thông minh được bỏ dưỡng một ai cho tôi không chẳng lọt thông minh được bỏ dưỡng bản tiền. Cả bảo flot tiện thông minh cứ miễn phí bật phết. Tìm mỗi cứ dưỡng bài trực sai xong gặp tiện. Mùi tiết cư dân ách bà tới chìa miền đòn. Lúc nghe ách chơi rơ rơ. Vì thì mùi nà cậu bán ai tại miền phép nghi sơ xâm lập lúc nè. Trong ca chơi rơ rơ flọc nè phong đáy. Cô tại chơi rơ rơ flọc bật bệnh nè. Lại miền lệ cả nạ tốt hay sử dạng nghi sơ rơ. Nói bê ra đại dương flọc nơi chẳng lọc thông minh. Vì mình thua ở dương chơi hình chàng thông minh. Ca chơi rơ rơ chơi thông minh. Cô miền sử dạng thông minh đáy. Dương cô tại chơi rơ rơ chơi thông minh cơ vì mình thừa dân trường chán cho đốt mình nè để về mình rửa sạch ắt cơ vì ăn cho từ đó trở lại chán dân bạn lo bắt bàn tam sự việc thằng mình được bao dân bạn lo tụi bây chỉ cho đốt mình được bao dân nơi sự việc lo rằng nè có lúc nè cua tại phật đô cho đốt mình chỉ riêng rồi bây khai bắt đầu vì protein ở bên này để dân đón du tới cho đốt mình dân đừng khai từ chỉ rớn hai cùng miền mỹ rốt tàu chọc này nhưng khi tay tại tụi bạn sủng nuôi ta ta trời chơi rơi dọc tham đốt mình gặp hết nè. Tập phát thanh đô thông minh của bệnh này của bạn đã ôi tầm miễn chết phò rãi nơi khổng đơn hóa dương trời đô thông minh bán trầm trớ. Các đô thông minh bán trầm trớ dạng hỏi nát cư trời bán dạng bếp bí nỉ tì rưu mùi còn lực nâng dạng hỏi nát cư bí nỉ tì. Hỏi ca bà bác thanh đô thông minh đã dương ngọn cuộc bà tràn hùa cầm nọt tì. Châm phô con khu mến cư dương bà sạch tọp đại sạch đang phai chế bánh bà bóng có. Hỏi châm phô mình thông dương cua tại bà bánh bà bóng sạch đại.
ដោយដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើប៉ះសិនជានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដែលវាជាសម្អីថ្មីវាជាស្ទប់ដែលស្ដើងហើយស្អិតយើងអាចដោះថ្មីឲ្យបានស្អាតយើងអាចកម្ចាត់មេរោគទាំងអស់នោះបានតែប៉ះសិនមកសិនជាយើងដោះមិនបានស្អាតទេយើងទុកយូរទៅសម្អីថ្មីទាំងអស់នោះវានឹងក្លាយទៅជាកំបោររឹងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវជួបតនដិតជំនាញដើម្បីសម្អាតឲ្យបានស្អាតក្នុងនោះដែរមានអ្នកជំនាញគាត់សួរថាតើការសម្អាតថ្មីហ្នឹងញឹកញាប់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថ្មីគាត់អត់អាចធ្វើឲ្យស្ទឹកថ្មីរបស់គាត់ដែរឬទេតាមពិតទៅការសម្អាតថ្មីគឺយើងប្រើជា ultrasonic scaler មានន័យថាគឺយើងប្រើរំញ័រជាមួយនឹងកម្លាំងទឹកគឺបាញ់បំបែកកំបោរទាំងនោះអញ្ចឹងវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្មីឬមួយក៏ធ្វើឲ្យស្ទឹកថ្មីនោះទេបើសិនជាយើងមិនបានសម្អាតសុខភាពមាត់ថ្មីរបស់យើងឲ្យបានស្អាតទេយើងអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ថាដូចជាកំបោរដែលនៅជាប់ចាញ់ថ្មីរបស់យើងគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បេះដូងរបស់យើងផងដែរដូច្នេះការថែទាំសុខភាពមាត់ថ្មីឲ្យបានស្អាតនិងជួបតន្ត្រីជំនាញជារៀងរាល់6ខែម្ដងដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាពមាត់ថ្មីរបស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគឺជាវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ថែទាំសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានស្អាតយោងតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាសុខភាពមាត់ថ្មីបញ្ហាអញ្ចាញថ្មីប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមជាងអ្នកដែលមានសុខភាពមាត់ថ្មីបានល្អដូច្នេះជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដោះថ្មីឲ្យបានស្អាតនិងជួបតន្ត្រីជំនាញដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាពមាត់ថ្មីជារៀងរាល់6ខែម្ដងសូមអរគុណ